Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khán giả đang có mặt tại sân vận động 2 ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin được nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng 91 FC và Hoàng Nông Khỉ Neymar Sport. Khai mạc giải bóng đá 7 người Fly Sài Gòn Super Cup 2023. Bây giờ thay mặt cho ban tổ chức giải, xin mời nhà báo Đặng Văn Thành, trưởng ban tổ chức giải đấu sẽ lên đọc diễn văn khai mạc giải đấu ạ. Còn anh cứ đứng ở trước cúp, cúp là phần thưởng. Trước hết thay mặt ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng 8 đội bóng đã tham gia cái giải Fly Sài Gòn Super Cup 2023. Ngoài ra thì hôm lễ khai mạc hôm nay chúng tôi đã rất vui mừng có sự góp mặt của anh Đoàn Quang Vinh, đại diện của thương hiệu Fly Việt Nam. Cùng các anh nhiều anh em báo chí truyền thông đến đưa tin. Và ở trên thì nhằm muốn tạo ra một cái sân chơi bổ ích cho các đội bóng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, bóng đá phủ Sài Gòn cho bóng đá và sân H2 Complex cùng nhau kết hợp để tạo nên một cái giải đấu mang tên là Fly Sài Gòn Trung Quốc với sự đồng hành của nhà hàng Fly Việt Nam. Thì chúng tôi những người làm giải ấy, rất mong muốn các đội bóng, các cầu thủ thi đấu hết mình, fair play và trung thực để tạo nên một giải đấu chất lượng và hấp dẫn. Qua đó truyền đi thông điệp bóng đá đẹp đến những người mù. Và cuối cùng thì tôi đại diện cho ban tổ chức tuyên bố khai mạc giải Fly Sài Gòn Super Cup 2023. Xin cảm ơn tất cả cầu bóng, cầu thủ, tổ trọng tài và tất cả các ekip truyền thông đã đến đưa tin. Xin cảm ơn. Bây giờ thì xin mời ông Đặng Văn Thành sẽ cùng nán lại một chút ạ. Xin mời cầu thủ hai đội bây giờ đã hết phần thời gian khởi động rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại khu vực giữa sân để có những phần trao hoa, trao quà cho các đại diện cầu thủ của hai đội ạ. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ ở ngôi Quang Vinh sẽ cùng lên tặng hoa và kỷ niệm chương cho đại diện cầu thủ của hai đội. Hoa và những kỷ niệm chương chúng ta sẽ cùng đến để trao cho các cầu thủ ạ. Nhạc đâu anh ơi? Nhạc.
công cái đấy của mình nha. Tập trung. Chúng ta có thể thấy những bó hoa tươi thắm đang được trao cho cầu thủ của Hà Nội và hy vọng rằng ngày hôm nay trong trận mở màn thì các cầu thủ của cả 91 FC lẫn đội bóng khỉ Neymar Sport chúng ta sẽ cống hiến những trận đấu có thể gọi là đẹp như những bó hoa. Giờ là thời điểm mà đội ngũ truyền thông các phóng viên sẽ tranh thủ để lưu lại những bức hình quỳ rạp trước khi mà trận đấu diễn ra. Hãy cùng dành một tràng pháo tay lớn ạ. Sau khi mà lễ khai mạc, những phút giây đáng chờ đợi nhất đó là trận khai màn của tập 2023 trận khỉ Neymar Sport. Giải bóng đá sân 7 Five Super Cup 2023 sẽ được tường thuật trực tiếp trên fanpage đồng hành cùng bóng đá phủ Sài Gòn. Và ngoài ra cũng sẽ được crossplay trên fanpage chôn bóng đá. Và bây giờ thì tôi sẽ trở lại khu vực bình luận để chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Và trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ 91 FC họ sẽ ra sân với trang phục áo xám quần đen tất kẻ và sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải theo góc nhìn của những người đang xem livestream. Ở trong khoảng thời gian đầu trận này thì các cầu thủ kỷ Neymar Sport đang là những người cầm bóng. Ngay sau khi ra bóng thì họ không đẩy nhanh tốc độ trận đấu mà là những đường chuyền ngắn ở khu vực sân nhà nhằm kéo giãn hàng phòng ngự của đối phương. Một đường chuyền dài lên bên phía cầu thủ đội bóng xanh sẽ có một tình huống ném biên. Không phải, đó là một tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ khỉ Neymar Sport. Cú dứt điểm đầu tiên. Tiếp theo vẫn sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho đội bóng áo xanh. Người đang đứng trước bóng đó là cầu thủ mang áo số 15 Tân Phú. Một lần nữa thì cầu thủ khỉ Neymar Sport sẽ được một quả đá phạt góc. Như vậy cầu thủ mang áo số 15 thực hiện quả đá phạt góc đó là Nhật Huy. Bên trong đang có 3-4 cầu thủ áo xanh. Bóng vẫn còn. Giờ thì hết rồi. Cầu thủ mang áo số 77 Khanh Ly là người đã rất cố gắng để có thể cứu vãn được bóng. Tuy nhiên trái bóng đã đi hết đường biên. Và bây giờ bóng nằm trong chân của cầu thủ 91 FC. Cơ hội dành cho cầu thủ khiến Neymar Sport. Một cú dứt điểm khá thiếu chính xác. Bàn mở tỷ số chưa đến. Tuy nhiên tốc độ của trận đấu dần dần đang được đẩy lên cao trong khoảng 1 phút đã qua. Trong buổi trong ngày khai màn của Five Sài Gòn Super Cup 2023 sẽ diễn ra 2 trận đấu.
đó là trận đấu của 91 FC và Khỉ Neymar Sport, trận đấu mà chúng ta đang theo dõi. Và ngoài ra 20:30 sẽ là trận đấu giữa Hồng Lam và 2109. 2109 là đội bóng đã tham dự giải Sài Gòn Serie B cách đây chưa lâu. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến của trận đấu. Đang có bóng là cầu thủ mang áo số 95, cú dứt điểm. Cầu thủ mang áo số 95 đó là Minh Tú, vừa thực hiện một pha bẻ lái và dứt điểm vào chân trái của mình. Tuy nhiên cú dứt điểm đó không thể đưa bóng vượt qua hậu vệ của 91 FC. Cầu thủ của Khỉ Neymar Sport liên tục trung thành với bài đá bóng ngắn, thực hiện những đường truyền ngắn ở khu vực sân nhà nhằm kéo giãn hàng phòng ngự của đối phương. Sau đó thì chờ đợi thời cơ để có thể thực hiện những bài tấn công. Cú dứt điểm vừa rồi là cú sút từ xa đến từ cầu thủ mang áo số 79, đó là Thái Thanh. Cầu thủ Khỉ Neymar Sport đang là những người chơi chủ động hơn. Và vừa rồi là đợt tấn công nguy hiểm của cầu thủ 91 FC. Một đợt tấn công bên hành lang cánh trái, cánh phải theo hướng tấn công của họ. Vừa có cú dứt điểm là cầu thủ mang áo số 79 Trung Nghĩa. Một tình huống ra chân cực kỳ nhanh của Trung Nghĩa. Các trận đấu giữa các đội bóng ở trong ngày mở màn của giải bóng đá FIVE Sài Gòn Super Cup sẽ được diễn ra trong 2 ngày thứ tư và thứ năm của các tuần. Trong ngày hôm nay thì là các trận đấu của ngày mở màn. Ở bảng A sẽ là trận đấu giữa 91 FC và Khỉ Neymar Sport, trận đấu mà chúng ta đang theo dõi. Và vào lúc 20:30 sẽ là trận đấu giữa Hồng Lam. Đến ngày mai thì sẽ là các trận đấu của bảng B, và lúc 19 giờ là trận đấu giữa đội bóng mang tên rất ngắn gọn Hoàng và Chim Cánh Cụt. Và sang đến 20:30 sẽ là trận đấu giữa Rio United và Nam Định. Tất cả các trận đấu của giải bóng đá 7 người FIVE Sài Gòn Super Cup 2023 đều sẽ được diễn ra tại sân bóng đá H2 Complex ở địa chỉ 104 Tân Sơn, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đang có thể thấy được đã có không ít các khán giả đang có mặt tại khu vực khán đài của sân bóng H2 Complex để cổ vũ cho cầu thủ của cả hai đội. Đây mới chỉ là trận mở màn mà thôi, và có lẽ trong khoảng thời gian hiệp 2 thì chúng ta sẽ thấy đông người đến hơn nữa. Ngoài ra cũng là các khán giả đang xem trên sóng livestream của fanpage đồng hành cùng bóng đá phủ Sài Gòn. Hiện tại thì theo như tôi nhìn thấy thì đang có khoảng gần 400 người đang xem trên sóng livestream. Vừa rồi là cú đánh đầu của cầu thủ bên phía 91 FC. Đó là pha đánh đầu của cầu thủ mang áo số 17 Huỳnh Nam. Cơ hội đã đến với cầu thủ của cả hai đội, tuy nhiên đó chưa phải là những cơ hội rõ rệt. Chúng ta có thể thấy rằng với tính chất của một trận đấu khai màn thì không đội bóng nào muốn để thua sớm, không một đội bóng nào muốn trở thành đội bóng đầu tiên của giải đấu nhận bàn thua. Cho nên việc mà các cầu thủ của cả hai đội chơi chắc chắn là điều dễ hiểu. Đây là cầu thủ mang áo số 95 Nhật Huy. Người đang có bóng là cầu thủ mang áo số 10 Khỉ Neymar, thủ quân của Khỉ Neymar Sport. Tuy nhiên Khỉ Neymar không thể vượt qua được cầu thủ bên phía đối phương. Người đang ngăn chặn Khỉ Neymar đó là tuyển thủ quốc gia Văn Hậu. Văn Hậu ngày hôm nay mang áo số 6 chứ không phải là số 5.
Tiếp theo sẽ là quả đá biên dành cho các cầu thủ bên phía 91MC. Một đường chuyền không dành cho ai cả. Bây giờ thì đứng trước bóng là cầu thủ mang số 12, Xuân Vũ. Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay rất đẹp. Đã có những lo ngại về mặt thời tiết khi mà trong buổi trưa và đầu giờ chiều ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa rất lớn. Tuy nhiên đến khoảng thời gian khi mà giải đấu chuẩn bị được diễn ra thì thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh trời tạnh ráo, và điều này giúp cho chúng ta có thể tận hưởng những trận đấu đỉnh cao hơn ở trong giải bóng đá Sài Gòn Super Cup 2023 này, khi mà bóng bây giờ không còn phải cơ hội. Vừa rồi thì các cổ động viên của Khỉ Nema Sport có lẽ đã phải được một phen thót tim khi mà thủ thành của họ có một pha không chế bóng không được an toàn. Đây là cơ hội nguy hiểm, cú dứt điểm đó là của Nhật Huy, một pha đỡ bước một và xoay người sang trái dứt điểm của Nhật Huy. Tuy nhiên Nhật Huy vẫn cần một chút sự chính xác để có thể tạo ra cơ hội nguy hiểm. Lại là Nhật Huy, bóng đẩy sang cánh trái, đảo chân. Tuy nhiên cuối cùng thì không có gì khó khăn cả. Thủ thành của cầu thủ 91MC ngày hôm nay là một ca sĩ hát bài nặng, anh tên Hoàng Dung. Ở trong tình huống vừa rồi khi mà cầu thủ bên phía Khỉ Nema Sport làm thơ với trái bóng thì Hoàng Dũng đã có câu trả lời, đó là anh không là nàng thơ, mà Hoàng Dũng đã bắt chặt trái bóng vào đôi tay của mình. Cơ hội nguy hiểm, sẽ có một quả đá phạt ở vị trí vô cùng nguy hiểm dành cho 91MC. Đã có một tấm thẻ vàng được rút ra. Và bây giờ sẽ là một tình huống đá phạt vô cùng nguy hiểm ở trong bóng đá sân 7, khi mà khoảng cách trở nên gần hơn thì những pha đá phạt như thế này các cầu thủ được thực hiện sẽ có rất nhiều những tình huống, những bài tính để có thể tấn công và tạo ra một cơ hội nguy hiểm nhất có thể. Có thể sẽ là một cú dứt điểm, có thể sẽ là những tình huống chuyền sang tuyến 2, chuyền về cột gần cột xa. Những bài phối hợp mà các cầu thủ Khỉ Nema Sport hoàn toàn phải tập trung ở trong tình huống này có thể hóa giải được. Người đứng trước bóng đang là cầu thủ mang áo số 16, một đường chuyền. Đó là một tình huống phối hợp ở khu vực cột xa. Tuy nhiên cầu thủ mang áo số 17 Huỳnh Nam đã không thể đưa được bóng vượt qua các hậu vệ bên phía Khỉ Nema Sport. Sẽ có một tình huống đá phạt góc dành cho 91MC. Bây giờ thì cầu thủ Hoàng Nông Khỉ Nema Sport lại tiếp tục với lối chơi trung thành của mình, và thậm chí là thủ môn của họ đang lên rất cao. Ở trong bóng đá hiện đại ngày nay thì việc thủ môn chơi chân và tham gia phối hợp cùng với các đồng đội ở tuyến trên đang là xu thế. Người có thể coi là khai sinh cho nhiệm vụ mới của thủ môn này đó là Manuel Neuer, thủ thành của câu lạc bộ Bayern Munich. Và ở thời điểm hiện tại thì những thủ môn chơi chân mà chúng ta có thể nhắc đến tiêu biểu trên thế giới, có thể kể đến như Alisson của Liverpool, Ederson của Man City, có thể là David Raya của Arsenal, hay
Andre Onana của Manchester United. Và hiện tại thì thủ thành của Hoàng Long khi Neymar Sport liên tục dâng lên. Tiếp theo sẽ là một quả đá biên dành cho cầu thủ Hoàng Long khi Neymar Sport. Khi mà chúng ta đang nhắc đến những nhiệm vụ mới của các thủ môn, đó là việc mà các thủ môn phải chơi chân tốt và phối hợp với các đồng đội ở tuyến trên, thì thủ môn Hoàng Dũng bên phía 91 FC đã có một pha xử lý không an toàn. Cơ hội đỡ ngực rồi, bước hai cuối cùng thì không thể vượt qua được cầu thủ bên phía 91 FC. Có thể thực hiện một tình huống phát công, không được. Bây giờ là cầu thủ mang áo số 69. Rất khó để có thể khoan thủng được hàng phòng ngự bên phía 91 FC. Một pha qua người tốt. Bóng vẫn trong chân của cầu thủ 91 FC. Khá đáng tiếc khi mà cuối cùng thì cầu thủ mang giày đỏ bên phía 91 FC không thể khống chế được trái bóng. Đó là cầu thủ mang áo số. Hiện tại tôi không nhìn rõ số lắm bởi áo đấu của 91 FC. Họ in phông số màu trắng bên trên nền áo màu xám. Cầu thủ mang giày đỏ bên phía 91 FC là cầu thủ mang áo số 79 Trung Nghĩa. Còn đây là cầu thủ mang áo số 15, người đang xuất hiện trên màn hình nhỏ của các bạn vào lúc này là Nhật Huy. Nhật Huy đã thi đấu rất xông xáo kể từ đầu trận đến giờ. Đã có tiếng còi của trọng tài thổi phạt cầu thủ bên phía Hoàng Nông khi Neymar Sport. Theo như luật bóng đá sân 7 hiện hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì một hiệp đấu sẽ diễn ra trong 35 phút. Tức là một trận đấu sẽ kéo dài trong 70 phút. Và hiện tại thì trận đấu mà chúng ta đang theo dõi giữa Hoàng Nông khi Neymar Sport với 91 FC đã bước sang phút thi đấu thứ 17. Và vào lúc này thì mặc dù đã có những cơ hội được tạo ra bởi cả hai đội, tuy nhiên tỷ số vẫn đang là không đều. Đây là một đường lên bóng của các cầu thủ Hoàng Nông khi Neymar Sport. Đường tạt bóng của cầu thủ mang áo số 95, đó là Minh Tú, không thể tìm được đến một địa chỉ của cầu thủ đội nhà. Các anh em khán giả đang theo dõi trận đấu này trên sóng livestream, mọi người hãy để lại những comment dự đoán tỷ số của trận đấu. Trong khi đó ở trên khán đài cũng đang có không ít các cổ động viên đến và cổ vũ cho hai đội đang thi đấu trong ngày hôm nay. Tuy nhiên hơi tiếc một chút khi mà trận đấu đang diễn ra với một không khí khá trầm. Hy vọng rằng các cổ động viên hãy cùng hô vang tên của đội bóng mà mình cổ vũ được không ạ? Ai cổ vũ cho Hoàng Nông khi Neymar Sport, hãy cùng hô lên nào! Tiếp theo là quả đá phạt góc cho 91 FC. Một cú ra chân ở góc hẹp. Một đường chuyền sai địa chỉ. Và đây sẽ là đường tấn công dành cho cầu thủ Hoàng Nông khi Neymar Sport.
Nhật Huy. Pha xoay sở tốt của Nhật Huy đưa bóng sang. Đã có khá đông các cầu thủ áo xanh ở bên phần sân của 91 FC. Chúng ta có thể đếm đến 5 cái bóng áo xanh. Tuy nhiên không một cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra. Bóng lại thuộc về chân của Khiến Ma rồi. Cú sút. Nguy hiểm. Vừa rồi là pha không chế bóng vừa dứt điểm của cầu thủ mang áo số 79, đó là Thái Thanh. Chúng ta đang xem lại tình huống xử lý vừa dứt điểm đầy quyết đoán của Thái Thanh ở một vị trí hẹp. Tuy nhiên đó cũng là một vị trí khá khó để Thái Thanh có thể dứt điểm thành bàn. Và nếu như mà có thể thực hiện thành công cú dứt điểm đó thì đó hoàn toàn là một siêu phẩm. Bây giờ thì các cầu thủ Hoàng Nông Khiến Neymar Sport vẫn là những người chơi chủ động hơn. Họ trung thành với lối đá kiểm soát bóng ngắn. Một pha xoay sở tốt của cầu thủ mang áo số 6. Còn bây giờ là Khỉ Neymar, người mang băng đội trưởng của Hoàng Nông Khỉ Neymar Sport. Khỉ Neymar, Khỉ Neymar. Pha căng ngang vào khai của Khỉ Neymar dành cho cầu thủ mang áo số 79 Thái Thanh. Tuy nhiên Thái Thanh không thể theo kịp được đường truyền. Đúng với cái tên của anh đang đặt thì Khỉ Neymar đi bóng giống với cầu thủ người Brazil đang thi đấu cho câu lạc bộ Al Hilal của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Khoảng hơn một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua và vào lúc này thì chúng ta đang nhìn thấy hai con số không tròn chỉnh ở trên bảng tỷ số của trận đấu. Hoàng Nông Khiến Neymar Sport 0 và 91 FC cũng là một con số 0. Hy vọng rằng trong khoảng thời gian tiếp theo thì cả hai đội sẽ đẩy cao tốc độ trận đấu hơn nhằm tìm kiếm những bàn thắng. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt dành cho cầu thủ Hoàng Nông Khiến Neymar Sport. Thái Thanh là người đang đứng trước bóng. Liệu đây sẽ là một đường truyền thẳng vào khung thành của 91 FC hay là một cú dứt điểm? Thái Thanh. Cú sút của Thái Thanh. Và bóng đã đi đập vào hàng rào của 91 FC, đi ra hết đường biên ngang. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt góc dành cho Hoàng Nông Khiến Neymar Sport. Vô lê! Đó là pha vô lê của Thái Thanh. Một tình huống thực hiện đầy quyết đoán của Thái Thanh. Pha vô lê cực kỳ đẹp mắt. Ngày hôm nay nếu như mà các phóng viên ảnh, những đội ngũ truyền thông có thể bắt được hình ảnh đó thì anh Thái Thanh có thể về và up ảnh lên Facebook cá nhân của mình. Có thể đó không phải là bàn thắng, tuy nhiên dáng của anh rất đẹp. Bây giờ thì là lỗi của một cầu thủ bên phía Hoàng Nông Khỉ Neymar Sport và sẽ có quả đá phạt dành cho cầu thủ 91 FC. Cầu thủ Hoàng Nông Khỉ Neymar Sport có sự thay đổi người. Cầu thủ vào sân là cầu thủ mang áo số 23. Đó là Trung Tín. Anh vào sân để thay thế cho cầu thủ mang áo số 8, Tâm Sa Long. Quả đá phạt của cầu thủ 91 FC.
Bây giờ thì bóng đã nằm trong tay của thủ thành bên phía Hoàng Đông Kinema Sport rồi. Một cú dứt điểm thẳng của thủ thành bên phía Hoàng Đông Kinema Sport. Rất may cho các cầu thủ của 91 FC là thủ thành mang áo số 1 của họ đã thi đấu cực kỳ tập trung. Thủ thành của 91 FC là thủ thành mang áo số 1 Minh Chiến. Cơ hội bóng đi hết đến bên ngang rồi. Khá đáng tiếc. Một pha phối hợp quá có ý đồ của các cầu thủ 91 FC. Các trận đấu của giải bóng đá 7 người FIFA Sài Gòn Super Cup 2023 đều sẽ được diễn ra tại sân bóng đá H2 Complex ở địa chỉ 104 Tân Sơn, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là cú dứt điểm. Xin chúc mừng đến các khán giả đang có mặt trên khán đài của sân bóng H2 Complex có thể được chứng kiến bàn thắng đầu tiên của giải bóng đá FIFA Sài Gòn Super Cup 2023. Khá đáng tiếc. Một cơ hội đối mặt của cầu thủ bên phía Hoàng Đông Kinema Sport. Tuy nhiên thủ thành Minh Chiến là người đã thi đấu tốt hơn ở trong tình huống đó. Đã có va chạm. Một quả đá phạt lên dành cho các cầu thủ Hoàng Đông Kinema Sport. Chúng ta thường xuyên thấy thủ thành Tấn Đạt bên phía cầu thủ Hoàng Đông Kinema Sport dâng lên cao và tham gia chơi chân. Vừa rồi là một đường chuyền vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên cầu thủ mang áo số 23 của Hoàng Đông Kinema Sport đó là Trúc Tín đã có một pha khống chế bóng rất hay. Vừa rồi là một pha đánh đầu khá khó hiểu của cầu thủ mang áo số 69 đó là Phạm Vương. Chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa thì khoảng thời gian thi đấu của hiệp 1 trận đấu giữa hai đội bóng Hoàng Nông Kinema Sport và 91 FC sẽ được khép lại. Và vào lúc này thì vẫn chưa có các bàn thắng nào được ghi cả. Kinema. Đúng là khi mà xem khi Neymar cầm bóng chúng ta thấy được một sự đẹp mắt ở trong đó. Đây là cầu thủ mang áo số 69 Phạm Vương. Cầu thủ áo xanh vẫn thi đấu cực kỳ bình tĩnh. Họ đang cố gắng tìm cách để có thể khoan thủng được hàng phòng ngự bên phía 91 FC. Vừa rồi là một pha tắc bóng tốt của cầu thủ bên phía 91 FC. Đó là cầu thủ mang áo số 79 Trung Nghĩa. Chúng ta có thể thấy Trung Nghĩa thường xuyên thi đấu ở trên cao như một cầu thủ có thể gọi là tiền đạo cánh. Tuy nhiên ở trong tình huống vừa rồi anh tắc bóng không kém gì một hậu vệ. Đây là thủ thành Minh Chiến. Bây giờ Minh Chiến cũng lên cao giống như là thủ thành bên phía Hoàng Đông Kinema Sport. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một đường chuyền dài, chứ thay vì một pha phối hợp bóng ngắn giống như là thủ thành mang áo số 85 bên phía Hoàng Đông Kinema Sport thường xuyên thực hiện. Đó là anh Tấn Đạt. Một pha khống chế bóng không tốt của Trung Nghĩa. Chúng ta có thể thấy những pha phát bóng dài lên
của thủ thành Tấn Đạt bên phía Hoàng Nông Khỉ Nema Sport thường đi khá khó chịu. Và nếu như thủ môn của 91 FC không tập trung thì hoàn toàn họ có thể sẽ phải trả giá. Nhưng rất may là thủ thành Minh Chiến vẫn thi đấu cực kỳ tập trung ở trong những tình huống đã qua. Một pha đánh mất bóng, nhưng ngay sau đó thì cầu thủ mang áo số 69 là Phạm Vương đã kịp thời sửa sai. Khỉ Nema đây là thủ thành Tấn Đạt. Đấy. Theo như những lời nói vui của ban tổ chức giải bóng đá FC Sài Gòn Super Cup 2023 thì hiện tại trận đấu đang diễn ra ở một nơi có thể gọi là xứ sở sương mù. Chúng ta khi mà xem trên sóng livestream cũng có thể nhận thấy được điều đó. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh và hy vọng rằng điều đó sẽ khiến cho những tình huống tiếp theo của các cầu thủ có mặt trên sân có thể tạo ra được những pha bóng không tưởng. Ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út Saudi Pro League cách đây mấy tuần thì chúng ta cũng đã được chứng kiến Cristiano Ronaldo ghi bàn khi mà trên sóng truyền hình chúng ta không thấy cầu môn đâu cả, bởi khói pháo đã che hết tầm nhìn. Đây là quả đá biên đến từ đội trưởng của cầu thủ 91 FC. Khách quan mà nói thì trong hiệp một trận đấu này, trận đấu đang diễn ra với tốc độ khá chậm. Cả hai đội đều đang thi đấu đầy thận trọng. Tất nhiên là không ai muốn là đội bóng thua trước và là đội bóng để thủng lưới đầu tiên tại giải đấu lần này. Thủ thành Tấn Đạt. Chúng ta có thể thấy được thủ thành Tấn Đạt có thể chơi được bằng cả hai chân. Vừa rồi thì cầu thủ của Hoàng Nông Kinema Sport đã để mất bóng và đây là cơ hội dành cho 91 FC. Không thể có một tình huống ra chân của các cầu thủ đội bóng áo xám. Đó là phòng khá đáng tiếc của cầu thủ mang áo số 16 bên phía 91 FC là Thanh Trọng, đội trưởng của đội bóng này. Bây giờ là cơ hội dành cho 91 FC. Một tình huống đối mặt không thành công của cầu thủ bên phía đội bóng áo bạc. Bóng vẫn trong quyền kiểm soát của cầu thủ 91 FC Văn Hậu. Văn Hậu ngày hôm nay không phải thi đấu trong trang phục áo số 5 như là Văn Hậu của đội tuyển Việt Nam, mà Văn Hậu này lại khoác trên mình chiếc áo số 6. Phút thi đấu thứ 33 rồi. Chỉ còn 2 phút nữa là khoảng thời gian thi đấu chính thức của trận đấu giữa Hoàng Nông Khỉ Nema Sport và 91 FC sẽ được khép lại. Và vào lúc này thì tỷ số vẫn đang là hai con số không tròn trĩnh. Khỉ Nema, một đường chuyền dài lên của Khỉ Nema và không dành cho ai cả. Cơ hội cho cầu thủ 91 FC, cú sút xa. Một siêu phẩm đã đến. Một siêu phẩm đã đến từ một tình huống mà không ai có thể ngờ tới. Bàn thắng được ghi bởi cầu thủ mang áo số 17 bên phía 91 FC, đó là Huỳnh Nam. Đó là số 11 ạ.
17-17. Số áo của 94 FC khiến cho chúng ta khá khó nhìn. Tuy nhiên cái việc mà số áo khó nhìn như vậy cũng có thể là sự đánh lừa với các đối thủ thường xuyên theo dõi họ thi đấu. Một cú sút ở khu vực khá xa đến từ cái chân phải của Huỳnh Nam. Bây giờ tỷ số đã là 1-0 rồi và hy vọng rằng pha mở tỷ số của Huỳnh Nam sẽ giúp cho trận đấu diễn ra với một tốc độ cao hơn. Sẽ là một hiệp 2 hoặc thậm chí là khoảng thời gian cuối của hiệp 1 này với một chất lượng tốt hơn. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Cơi! 2-0 rồi! Lần này thì người ghi bàn cho cầu thủ 91 FC đó là Trung Nghĩa. 2-0 cho đội áo xám. Với thân hình của mình thì Trung Nghĩa có thể... Mọi người sẽ nghĩ rằng anh này không biết đá bóng. Trung Nghĩa có một thân hình khá đô sộ. Tuy nhiên pha bóng chọn vị trí và dứt điểm đó của Trung Nghĩa đã mang lại một thông điệp khác. Chỉ ít phút sau khi cầu thủ 91 FC có được bàn thắng đầu tiên thì ngay sau đó họ lại có thêm một bàn thắng nữa để nới rộng cách biệt lên thành 2-0. 2-0 cho 91 FC ở thời điểm cuối của hiệp 1 trận đấu này. Và cầu thủ Hoàng Nông khi Neymar Sport sẽ cần phải làm việc rất nhiều ở trong những phút nghỉ giải lao để có thể chuẩn bị cho một hiệp 2 thi đấu tốt hơn. Một cơ hội nữa dành cho cầu thủ 91 sẽ không vào. Cứ tưởng rằng sẽ có bàn thắng thứ 3 nhưng bàn thứ 3 lại không đến. Cột dọc khung thành của Hoàng Nông khi Neymar Sport đã từ chối bàn thắng thứ 3 của các cầu thủ 91 FC. Một lần nữa thì cơ hội được trao cho Trung Nghĩa. Tuy nhiên lần này với cú dứt điểm bằng chân trái của mình, Trung Nghĩa vẫn tinh tế như vậy, có thể đánh bại được thủ thành Tấn Đạt. Nhưng lần này thì thần may mắn đã không đến với Trung Nghĩa. Cầu thủ Hoàng Nông khi Neymar Sport cần phải thi đấu tập trung hơn. Và nhiệm vụ cấp thiết của họ vào lúc này là không được để thua thêm. Và đúng lúc này thì trọng tài đã thổi tiếng còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa hai đội bóng Hoàng Nông khi Neymar Sport và 91 FC. Kết quả chung cuộc sau 35 phút đầu tiên thì các cầu thủ Hoàng Nông khi Neymar Sport đang bị dẫn trước với tỷ số 0-2. Chúng ta bây giờ sẽ cùng nghỉ trong ít phút trước khi đến với những diễn biến trong hiệp 2 của trận đấu này.
Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận đấu giữa hai đội Hoàng Nông Khỉ Nema Sport và 91 FC. Và bây giờ là những diễn biến trong hiệp 2. Ở trong hiệp 1 trận đấu này thì cầu thủ Hoàng Nông Khỉ Nema Sport là đội bóng chơi chủ động hơn trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên trong khoảng thời gian cuối của hiệp 1 trận đấu này thì các cầu thủ 91 FC đã bất ngờ có được hai bàn thắng. Một đến từ cú sút xa vô cùng đẹp mắt và sau đó là một tình huống phối hợp để Trung Nghĩa có thể đối mặt và ghi bàn. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, cầu thủ Hoàng Nông Khỉ Nema Sport sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải. Theo góc nhìn của các khán giả đang xem trên livestream và sẽ là bên trái theo các góc nhìn của các khán giả đang có mặt trên khán đài sân vận động H2 Complex vào lúc này. Nhiệm vụ của các cầu thủ Hoàng Nông Khỉ Nema Sport trong khoảng thời gian đầu của hiệp 2 này là phải làm sao để nhanh chóng có được bàn gỡ. Với cách biệt hai bàn và ở trên sân 7 thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đây là thủ thành Tấn Đạt. Trong hiệp 1 thì thủ thành Tấn Đạt đã liên tục dâng lên cao, thậm chí có những thời điểm lên đến giữa sân để phối hợp với các cầu thủ ở tuyến trên. Trong môn bóng đá, một môn bóng đá cũng sân nhỏ nhưng mà mini hơn, đó là futsal thì có luật power play. Không biết rằng đối với cầu thủ Hoàng Nông Khỉ Nema Sport khi mà thi đấu ở trong hiệp 2 này thì họ có chơi chiến thuật power play không? Vừa rồi là một cú sút xa, goal! Không được. Khi mà thấy thủ thành Tấn Đạt lên cao thì cầu thủ bên phía 91 FC đã thực hiện một cú sút từ phần sân nhà. Tuy nhiên bóng đã đi trên cột dọc khung thành. Sau khi trận đấu này khép lại thì vào lúc 20:30 cũng tại sân bóng đá H2 Complex thì sẽ diễn ra trận đấu thứ hai của bảng A. Đó là trận đấu giữa Hồng Lam và 2109. Đây là cầu thủ mang áo số 95. Cú sút vào chân trái không thể vượt qua được hậu vệ của đối phương. Bây giờ đang có rất đông các khán giả đang xem trên livestream. Và hiện tại thì đã có khoảng 600 khán giả, 600 mắt xem rồi. Một con số khá lớn khi mà giải bóng đá sân 7 Five Score Super Cup 2023 là lần đầu tiên được tổ chức. Đó là những comment của các khán giả. Và vừa rồi là cú dứt điểm của một cầu thủ bên phía Hoàng Nông Khỉ Nema Sport. Đó là cầu thủ mang áo số 79, Thái Thanh. Một pha tăng tốc bên cánh trái. Tuy nhiên Trung Nghĩa một lần nữa tắc bóng thành công. Cũng giống như ở trong hiệp 1 thì mặc dù đá ở vị trí trên cao trong đội hình của 91 FC, tuy nhiên Trung Nghĩa vẫn liên tục có những pha tắc bóng chính xác giống như một hậu vệ thực thụ vậy.
Như vậy là đã có một bàn thắng gỡ hòa của các cầu thủ Hoàng Nông khi Neymar Sport. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Cơ hội được nhen nhóm lại cho các cầu thủ áo xanh. Một pha ghi bàn bắn ngực đến từ cầu thủ mang áo số 79. Đó là Thái Thanh. Một pha đánh ngực cực kỳ điêu nghệ. 1-2 rồi. Chắc chắn là khoảng thời gian tiếp theo trận đấu sẽ diễn ra với một diễn biến hấp dẫn và khó lường hơn. Bây giờ thì cầu thủ 2109 đội bóng sẽ thi đấu trong trận đấu tiếp theo đang có mặt để chuẩn bị cho trận đấu tới rồi. Vừa rồi là một pha căng ngang không tìm đến địa chỉ nào của cầu thủ bên phía Hoàng Nông khiến Neymar Sport. Khi mà nhìn thấy thủ thành Tấn Đạt thường xuyên lên cao thì cao thủ 91 FC liên tục tạo ra những pha sút xa từ khu vực sân nhà. Cũng dễ hiểu thôi bởi vì hiện tại gần như toàn bộ lực lượng của cao thủ 91 FC đều trở về để bảo vệ mảnh lưới của thủ thành Minh Chiến. Có một bạn khán giả có tên là Cương Caric để lại lời nhắn rằng bình luận viên hãy nhắn với Nhật Quy và Tâm Salom rằng ghi bàn về cầu qua nha. Hiện tại thì cả hai cầu thủ ấy đều chưa ghi bàn và chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Đây là một đợt bứt tốc, cơ hội nguy hiểm, không vào. 2-1, tuy nhiên cầu thủ của 91 FC không thể tạo ra bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-1. Một pha bứt tốc của cầu thủ mang áo số 12, đó là Xuân Vũ, và người dứt điểm thì không thể chiến thắng được thủ thành Tấn Đạt. Khi Neymar đang lùi về rất sâu để kéo bóng lên. Khi Neymar không thể vượt qua được hậu vệ bên phía 91 FC. Trong khi đó bên 91 FC thì Trung Nghĩa vẫn là cầu thủ chơi cao nhất bên phía đội bóng xám. Và anh thường xuyên đứng mắc màn ở bên trên để sẵn sàng tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Hoàng Nông khi Neymar Sport. Một đường chuyền dài lên, nguy hiểm, suýt chút nữa thì thủ thành Tấn Đạt đã phải vào lưới nhận bóng lần thứ ba. Rất may mắn là sang ngang khung thành đã cứu thua cho cầu thủ Hoàng Nông khi Neymar Sport. Không hề có lỗi của cầu thủ bên phía 91 FC và trận đấu vẫn đang tiếp tục. Khi mà chúng ta vẫn còn đang xem lại tình huống trước đó thì một cầu thủ của Hoàng Nông khi Neymar Sport đã ngã ở khu vực cực kỳ nhạy cảm. Bây giờ thì sẽ có quả đá phạt dành cho đội bóng áo xanh. Quả đá phạt với vị trí được đặt ở một góc sút khá rộng và sẽ có rất nhiều những phương án dành cho đội bóng áo xanh.
Người đứng trước bóng lúc này là cầu thủ mang số 79 Thái Thành, người đã có bàn để rút ngắn tỷ số cho cầu thủ Hoàng Nông khi Neymar Sport. Có mỗi Thái Thành đứng trước bóng thôi. Liệu rằng anh sẽ thực hiện pha bóng này với phương án như thế nào đây? Cú sút của Thái Thành hai đều. Bây giờ thì trận đấu đã được đẩy về với xuất phát rồi. Một cú sút phạt khá bất ngờ của Thái Thành. Tưởng rằng không còn góc sút nào, nhưng anh vẫn có thể lai bóng vượt qua hàng rào và đánh bại toàn bộ hàng phòng ngự của các cầu thủ 91 FC. Một cú dứt điểm cực kỳ đẳng cấp. Chúng ta cũng phải thừa nhận rằng có vẻ như thủ thành Minh Chiến đã điều chỉnh khán rào không hợp lý trong tình huống vừa rồi. Phút thi đấu thứ 47 và vào lúc này thì trận đấu đã có kết quả là 2 đều. 4 bàn thắng chia đều cho hai đội. Cao thủ của 91 FC không thể giữ vững được lợi thế của mình. Lợi thế 2 bàn khi mà họ đã dẫn trước trong hiệp 1. Chỉ trong khoảng 10 phút thi đấu đã qua của hiệp 2 thì thủ thành Minh Chiến đã phải vào lưới nhận bóng đến 2 lần. Người ghi bàn cho Hoàng Nông khi Neymar Sport cả 2 lần đó đều là cầu thủ mang áo số 79 Thái Thành. Một bàn được ghi bằng ngực và bàn thứ hai đến từ một quả sút phạt vô cùng đẹp mắt bằng chân phải. Gôi! Một lần nữa lại là Thái Thành. Lần này là cú dứt điểm bằng chân trái. Có nét đâu đâu giống với cả Cristiano Ronaldo, một cầu thủ toàn diện và có thể dứt điểm bằng mọi tư thế. Một bàn bằng ngực, một bàn bằng chân phải và lần này là cú dứt điểm bằng chân trái cũng vô cùng nguy hiểm và khiến cho thủ thành Minh Chiến không thể bắt dính bóng. Còn đây là cơ hội dành cho 91 FC. Vào không, vào không, vào không, vào không. Không được rồi. Không thể đánh bại được thủ thành Tấn Đạt. Khác so với khoảng thời gian phần lớn đã diễn ra trong hiệp 1 của trận đấu này thì ở trong hiệp 2 trận đấu đang diễn ra với một tốc độ rất cao. Vừa rồi là một pha xử lý bóng của Văn Hậu. Văn Hậu trong một tình huống lên tham gia tấn công đã đối mặt với thủ thành Tấn Đạt. Anh cố gắng lừa qua thủ môn này. Tuy nhiên Tấn Đạt vẫn rất tỉnh và đẹp trai. Bây giờ khi mà trận đấu trở lại với xuất phát thì các cầu thủ 91 FC không còn chơi lùi về để có thể bảo toàn tỷ số nữa. Họ lại bắt đầu tràn lên tấn công. Các cầu thủ khiến Neymar Sport cũng vậy. Rất bất ngờ, tỷ số đã là 3-2 rồi. Một cuộc lội ngược dòng nhanh chóng của Hoàng Nông khiến Neymar Sport vừa rồi là sai lầm đến từ thủ thành Minh Chiến. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 95. Đó là Minh Tú. Có lẽ là khi dứt điểm và nhìn đường bóng thì Minh Tú không nghĩ rằng đó sẽ là một bàn thắng. Sai lầm của thủ thành Minh Chiến. Thủ thành Minh Chiến đã thi đấu khá tốt trong hiệp 1 trận đấu này. Tuy nhiên khi mà hiệp 2 trôi qua chưa đầy 15 phút thì thủ thành này đã phải vào lưới nhận bóng đến 3 lần và khá đáng trách khi mà ở trong bàn thua thứ 3 thì Minh Chiến đã có một pha để lọt bóng từ một cú dứt điểm không quá nguy hiểm đến từ cầu thủ bên phía Hoàng Nông khi đến Neymar Sport. Trận đấu đã xoay chiều khá nhanh. Bây giờ thì thủ thành Minh Chiến cũng đã chơi cao hơn rồi. Cao thêm tí nữa thì giống như trong phút sang người ta gọi là chiến thuật power play. Sẽ là một bài toán tấn công tổng lực với toàn bộ những nhân sự đang có mặt ở trên sân vào lúc này của cầu thủ 91 FC.
Tuy nhiên power play cũng sẽ là con dao hai lưỡi. Đặc biệt khi mà cao thủ Hoàng Nông khi Neymar Sport có thể cắt được bóng thì họ hoàn toàn có khả năng thực hiện những cú sút xa từ phần sân nhà. Đây có thể là một cơ hội. Không được. Cầu thủ bên phía Hoàng Nông khi Neymar Sport lại không thể không chia bóng thành công. Thủ thành Minh Chiến bên phía Chiêu FC đã lên rất cao. Đây là cơ hội! Đã có những cơ hội vô cùng ngon lành dành cho Chiêu FC ở trong hiệp 2 của trận đấu này. Tuy nhiên các chân sút của đội bóng này liên tục bỏ lỡ. Vừa rồi là pha bỏ lỡ của cầu thủ đã ghi bàn thắng đầu tiên của giải đấu. Cầu thủ mang áo số 17 Huỳnh Nam. Huỳnh Nam là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu này. Sau đó đến lượt cầu thủ mang áo số 79 Trung Nghĩa nâng tỷ số lên thành 2-0 cho các cầu thủ 91 FC. Đó là hai bàn thắng đều diễn ra trong khoảng thời gian cuối của hiệp 1. Tuy nhiên khi mà hiệp 2 của trận đấu diễn ra chưa đầy 15 phút thì cầu thủ Hoàng Nông khi Neymar Sport đã có được 3 bàn thắng liên tiếp để lướt ngược dòng. Đây là các khán giả đang có mặt tại khán đài của sân vận động H2 Complex vào lúc này. Khán giả đang dần đến đông hơn rồi. Bởi vì sau khi mà trận đấu này khép lại thì sẽ là trận đấu tiếp theo của bảng A giải bóng đá FIVE Sài Gòn Super Cup 2023. Đó sẽ là trận đấu giữa hai đội bóng Hồng Lam và 2109. Và lúc này thì cầu thủ 2109 đang khởi động trông cực kỳ chuyên nghiệp ở bên phần sân phụ. Bên phía 2109 cũng có một số các cầu thủ đến từ những lò đào tạo bóng đá danh tiếng của Việt Nam mà tôi quen. Tôi cũng đang rất là chờ đợi màn ra mắt của 2109 ở giải đấu lần này. Quay trở lại với những diễn biến trong trận đấu này thì các cầu thủ Hoàng Nông khi Neymar Sport vừa rồi đã có một tình huống lên bóng vô cùng nguy hiểm. Đối với 91 FC thì họ cần phải tràn lên tấn công để nhanh chóng tìm được một bàn gỡ. Tuy nhiên tấn công nhưng không quên nhiệm vụ phòng ngự, bởi nếu như để thua một lần nữa thôi thì các cầu thủ 91 FC sẽ rơi vào một tình thế vô cùng nguy hiểm. Đây là thủ thành Minh Chiến. Thủ thành Minh Chiến liên tục có mặt ở khu vực giữa sân sau khi mà anh để thua bàn thứ 3. Huỳnh Nam. Không còn những tình huống sút xa nhiều nữa, bây giờ cao thủ 91 FC đang cố gắng chất chiêu từng cơ hội. Cú dứt điểm của Huỳnh Nam. Bóng lại thuộc về chân của thủ thành Minh Chiến. Diễn biến mà chúng ta đang theo dõi đã được đảo chiều so với cách đây 10 phút. 10 phút trước thì cầu thủ 91 FC đã tràn về toàn bộ phần sân nhà để có thể bảo vệ tỷ số. Nhưng mà không, khi mà không bảo vệ được tỷ số và thậm chí là bị cho đối thủ vượt lên dẫn trước thì cầu thủ 91 FC giờ đây đang chơi với lối đá power play. Vẫn rất chắc chiêu. Họ cố gắng cầm bóng nhiều và không để cho đối phương giành được bóng. Khi mà chơi power play rồi mà để đối phương giành được bóng thì đó sẽ là một cơ hội vô cùng nguy hiểm. Cơ hội dành cho Hoàng Nông khi Neymar Sport. Dứt điểm đi, dứt điểm đi. 4-2 rồi. 4-2 cho Hoàng Nông khi Neymar Sport. Tôi đã bảo rồi. Lối đá power play sẽ là con dao hai lưỡi. Và vừa rồi khi mà thủ thành Minh Chiến có một đường chuyền không chính xác, một đường chuyền có thể gọi là 50-50, thì các cầu thủ Hoàng Nông khi Neymar Sport đã có một pha phản công vô cùng sắc nét để có thể nâng tỷ số trận đấu lên thành 4-2. Khi mà trận đấu hiệp 2 của trận đấu chưa qua được 20 phút
thì mọi thứ đã đảo chiều khá nhanh. Hoàng Nông khiến Neymar Sport liên tiếp ghi được 4 bàn thắng để có thể lấn ngược thế cờ. Lại là một cú sút từ xa. Lại là một cú sút từ xa nữa đến từ cầu thủ bên phía Hoàng Nông khiến Neymar Sport. Bây giờ tỷ số đã là 4-2 rồi, cũng có thể coi là một tỷ số tạm gọi là an toàn. Và các cầu thủ Hoàng Nông khiến Neymar Sport liên tục đứng ở khu vực phía phần sân nhà. Thành Minh Chiến vẫn thường xuyên có mặt ở phần sân bên đối phương. Vẫn dùng cả hai mic đúng không? Không, em vừa rồi thì không gô của Hoàng Nông khiến Neymar Sport đã bị rung chuyển. Tuy nhiên đó chỉ là phần rung chuyển ở bên ngoài thôi. Còn mảnh lưới thì vẫn được giữ nguyên. Khá đáng tiếc một pha bẻ lái và dứt điểm bằng chân trái của cầu thủ bên phía 94 FC cực kỳ sắc nét. Ok. Tôi là chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lại có bàn thắng thứ năm à? Khi mà chúng ta còn đang xem lại một tình huống có thể coi là một siêu phẩm một của 94 FC thì một lần nữa mảnh lưới của đội bóng này lại rung lên. Vỡ trận rồi. Có thể gọi là như vậy. Khi mà thủ thành Minh Chiến liên tục dâng lên để tham gia tấn công thì các cầu thủ của Hoàng Nông khiến Neymar Sport lại có thể tận dụng được những cơ hội, những pha dứt điểm vô cùng dễ dàng để có thể nâng tỷ số trận đấu dần dần là 4-2 và bây giờ là 5-2. Có vẻ như đó là bàn thắng của khỉ Neymar, đội trưởng bên phía khỉ Neymar Sport. Năm 2 rồi, bây giờ cầu thủ của 91 FC cần phải làm gì đây? Vậy là thủ thành Minh Chiến đã rời sân rồi, thay vào đó là một cầu thủ khác sẽ mặc áo bíp và thi đấu ở vị trí thủ môn. Đó là cầu thủ mang áo số 20. Cầu thủ mang áo số 20 đó là Minh Phúc. Bây giờ khi mà rút hẳn một thủ môn ra, một thủ môn chuyên ra để cho một cầu thủ, và chúng ta có thể gọi là một thủ môn bất đắc dĩ vào sân, thì liệu rằng cầu thủ của 91 FC có thể giữ vững được mảnh lưới này hay sẽ lại để thua thêm nữa? Khỉ Neymar vừa rồi bị kéo, tuy nhiên anh vẫn rất cố gắng để có thể khống chế được bóng. Sẽ có một quả phạt góc dành cho các cầu thủ của Hoàng Nông khỉ Neymar Sport. Đây là thủ thành Tấn Đạt. Mọi thứ đã đảo chiều quá nhanh. Và lúc này thì khoảng cách đã là 3 bàn dành cho các cầu thủ Hoàng Nông khiến Neymar Sport. Đây sẽ là cơ hội tiếp theo. Có bàn thắng thứ 6 không? Một quả phạt góc nữa dành cho các cầu thủ áo xanh. Bây giờ thì thủ thành chuyên của 91 FC đã rời sân rồi, thay vào đó là một thủ môn bất đắc dĩ, một cầu thủ và khoác lên mình chiếc áo bíp để vào bắt gôn. Điều này khiến cho các cầu thủ và các cổ động viên của 91 FC sẽ phải cảm thấy lo lắng. Sau khi mà trận đấu này khép lại thì cũng tại sân bóng H2 Complex sẽ diễn ra trận đấu còn lại của bảng A, trận đấu giữa Hồng Lam và 2109.
Trận đấu này sẽ diễn ra trên fanpage đồng hành cùng bóng đá Phủ Sài Gòn và Chôn bóng đá, và sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 20:30 trong buổi tối ngày hôm nay. Một pha qua người vô cùng mạo hiểm của thủ thành Tấn Đạt. Tuy nhiên đó là một pha qua người thành công. Và khi mà thực hiện một tình huống mạo hiểm thành công thì sẽ khiến cho các cầu thủ viên cảm thấy rất phấn khích. Nhiệm vụ chính của các cầu thủ Hoàng Nông Khiến Neymar Sport vào lúc này không phải là ghi bàn nữa. Chúng ta có thể thấy rằng họ đang chơi rất chậm. Khoảng cách 3 bàn cũng là an toàn rồi. Trận đấu sẽ còn khoảng tầm 10 phút nữa là khép lại. Và lúc này tỷ số đang là 5-2 dành cho Hoàng Nông Khiến Neymar Sport. 91 FC đang để thua với cách biệt 3 bàn. Và liệu rằng 10 phút có là khoảng gian đủ để các cầu thủ 91 FC có thể gỡ hòa và giành ít nhất là một điểm hay không? Vào rồi! Rất bất ngờ! Một cú dứt điểm ở góc hẹp. Chúng ta sẽ cùng xem lại xem điều gì đã xảy ra. Hình như đó là một tiếng đốt lấy nhà của cầu thủ bên phía Hoàng Nông Khiến Neymar Sport. Đúng là như vậy. Một pha đánh đầu đốt lấy nhà của cầu thủ mang áo số 23. Đó là Trung Tín. 5-3 rồi. Cơ hội lại được nhen nhóm lên dành cho cầu thủ 91 FC. Còn khoảng tầm 8-9 phút nữa là trận đấu sẽ khép lại. Và với cách biệt 2 bàn ở trên sân bóng đá 7 người thì mọi điều hoàn toàn có thể xảy ra. Một lần nữa thì cầu thủ 91 FC lại mạnh dạn chơi power play. Một quả phạt góc dành cho cầu thủ 91 FC. Sẽ cần phải tận dụng những cơ hội như thế này. Một bàn thắng nữa vào lúc này dành cho 91 FC sẽ khiến cho trận đấu trong những phút cuối trận trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đánh đầu! Đã có một pha va chạm giữa cầu thủ của cả hai đội. Tuy nhiên không có một tình huống phạm lỗi. Và sẽ chỉ có một quả đá biên dành cho các cầu thủ 91 FC. Khá căng thẳng. Bóng trong chân của Khỉ Neymar. Khỉ Neymar. Sẽ có một quả đá phạt dành cho các cầu thủ 90 dành cho cầu thủ Hoàng Nông Khỉ Neymar Sport. Vừa rồi là pha phạm lỗi của cầu thủ bên phía 91 FC. Bây giờ với lối đá power play và vị trí thủ môn được thay bằng một cầu thủ chuyên nghiệp hơn thì liệu rằng sức tấn công của cầu thủ 91 FC có thể mạnh mẽ hơn so với khoảng thời gian đá power play trước đó hay không? Một quả đá phạt dành cho cầu thủ 91 FC. Cơ hội rất lớn dành cho đội bóng sáng. Đã có một cơn mưa bàn thắng đến trong hiệp 2 của trận đấu này. Rất tập trung. Người đứng trước bóng là đội trưởng bên phía 91 FC. Cú dứt điểm. Một cú sút đưa bóng đi khá cao so với khung thành của Hoàng Nông Khiến Neymar Sport. Ở trên sân vận động H2 Complex thì chúng ta có một điểm đặc trưng sẽ là vừa được xem bóng đá, lại vừa được ngắm nhìn những chiếc máy bay cất cánh hạ cánh ở khu vực rất là gần.
đây có thể coi là một điểm đặc trưng của sân bóng H2 Complex, và nếu mà nói vui thì các cầu thủ không nên sút quá cao. Bình thường với những cú sút đưa bóng đi cao và xa thì người ta hay gọi là cú sút bắn chim, còn ở đây thì hoàn toàn có thể gọi là những cú sút bắn máy bay. Đó sẽ là điểm đặc trưng mà các khán giả có thể được theo dõi khi mà xem trực tiếp các trận đấu của giải bóng đá Five Sài Gòn Super League 2023. Giải bóng đá được diễn ra trên sân bóng H2 Complex. Mất bóng nguy hiểm. Vẫn còn. Cuối cùng là một pha đá bóng ra an toàn của cầu thủ bên phía Kỷ Neymar Sport. Dứt điểm. Một cú sút từ xa của thủ thành mang áo số 20 Minh Phúc. Ok. Bóng ra ngoài rồi. Cứ tưởng rằng các cầu thủ Hoàng Đông Kỷ Neymar Sport sẽ có thêm bàn thắng thứ 6 cũng từ một cú dứt điểm từ xa khi mà thủ thành của 91 FC chưa kịp lùi về. Cần phải nhanh chóng có bàn thắng để những phút còn lại sẽ là cơ hội dành cho các cầu thủ 91 FC. Một quả đá phạt góc tiếp theo. Vừa rồi thì thủ thành Tấn Đạt đã thi đấu cực kỳ tập trung và có thể đẩy được bóng ra. Phút thi đấu thứ 68 rồi. Sẽ chỉ còn khoảng tầm hơn 2 phút nữa cho khoảng thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này. Và lúc này thì các cầu thủ Hoàng Nông Kỷ Neymar Sport đội bóng trong trang phục áo xanh, quần xanh tất xanh đang dẫn trước với tỷ số 5-3. Và các khán giả chú ý, sau khi mà trận đấu này khép lại thì vào lúc 20:30 sẽ diễn ra trận đấu thứ hai của bảng A giải bóng đá Five Sài Gòn Super Cup 2023, trận đấu giữa hai đội Hồng Lam và 2109. 2109 là cái tên khá quen thuộc khi mà các khán giả biết đến với một bảo tàng bóng đá, một bảo tàng trưng bày những vật phẩm áo đấu, những vật lưu niệm đến từ ông chủ Liluca. Và trong tập thể của 2109 cũng có khá nhiều những cầu thủ đã từng ăn tập ở các lò đào tạo chuyên nghiệp, có thể kể đến như những cầu thủ được đào tạo tại trung tâm đào tạo của Nutifood GMG hay Hoàng Anh Gia Lai. Với một lực lượng trẻ trung như vậy thì 2109 sẽ đem lại rất nhiều những tiềm ẩn đối với các khán giả. Đấy sẽ là cơ hội dành cho các thủ của 91 FC. Tuy nhiên thì vừa rồi ở một vị trí khá gần khung thành thì cầu thủ ở vị trí cột 2 lại bỏ lỡ, và bây giờ thì bàn thắng thứ 6 đã đến với Hoàng Nông Kỷ Neymar Sport rồi. Có cảm giác như cao thủ của Hoàng Nông Kỷ Neymar Sport cứ phát bóng lên, cứ phá bóng lên là lại tìm bàn thắng mà thôi. 6-3. Và bây giờ có thể coi rằng 3 điểm gần như chắc chắn nằm trong tay của Hoàng Nông Kỷ Neymar Sport rồi. Và đó chúng ta có thể gọi là một tình huống phá bóng hơn là một cú dứt điểm của cầu thủ bên phía đội bóng sẽ là cây. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 95 Minh Tú. Cầu thủ 91 FC hoàn toàn vỡ trận trong khoảng thời gian của hiệp 2. Mặc dù trong hiệp 1 thì họ đã dẫn trước 2-0. Lại thêm một bàn nữa này, lại thêm một bàn nữa. Không vào. Chiến thuật của cầu thủ Hoàng Nông Kỷ Neymar Sport trong khoảng thời gian cuối trận này không có gì là nhiều cả. Cứ 7 người ở phần sân nhà và khi mà có bóng thì họ cứ đá lên thôi. Chúng ta có thể gọi là sút cũng được mà cũng có thể coi đó là những tình huống phá bóng. Vào thì vào, không vào thì thôi. Phút thi đấu chính thức cuối cùng trong trận đấu đầu tiên của giải bóng đá Five Sài Gòn Super Cup 2023. Và đúng lúc này thì trọng tài đã thổi tiếng còi kết thúc trận mở màn của giải đấu. Với kết quả, cầu thủ của Hoàng Nông Kỷ Neymar Sport đã đánh bại 91 FC với tỷ số là 6-3. Mặc dù để cho đối thủ dẫn trước 0-2 ở trong hiệp đấu đầu tiên,
Tuy nhiên trong hiệp 2, các thủ Hoàng Nông khi Neymar Sport đã lướt ngược dòng với một hàng công cực kỳ mạnh mẽ. Chúc mừng các thủ Hoàng Nông khi Neymar Sport đã giành 3 điểm trong ngày ra quân. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ khép lại trận đấu mở màn của giải bóng đá Five Score Super Cup ngày hôm nay. Tiếp theo đến lúc 20:30 sẽ là trận đấu thứ hai của bảng A, trận đấu giữa Hồng Lam và 2109. Xin mời các bạn cùng nghỉ trong ít phút trước khi đến với những diễn biến trong trận đấu này. Cái này hết pin. Thank you.